Chào mừng người trở lại với channel của mình. Mình là Ryan Lê. Và hôm nay mình sẽ trở lại video cực kỳ hấp dẫn, đó chính là ép ngủ hành ấn tiếp tục cho anh Shichiken Aibai. Thì hôm trước nói chung là ảnh cũng cực kỳ hên nha mọi người. Anh ép cái ấn mà anh ép chỉ có 200 viên, ảnh lên cái dòng chí mạng. Anh ép có 200 viên, ảnh lên cái dòng chí mạng 195 luôn. Trời, tính ra hôm bữa mình ép cho ảnh là hôm bữa mình tẩy, mình có làm video tẩy cho ảnh là tốn 2k5 viên mà lên được có 130 mấy điểm. Thì ảnh ép hôm đó là nói chung cũng hơi may mắn. Anh ép lên 195 với 160 tốn chưa tới 1000 viên đó nè. Quá may mắn luôn. Thì hôm nay mình sẽ trục lại bằng cách hôm nay ép 4000 viên. Mình sẽ cố gắng ép dòng thủ công, chỉ cần lên ở mức 200 thôi là mình đã vui lắm rồi. 200 mát luôn thì mình cũng rất là vui nha. Thì hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi em nha. Hôm nay mình sẽ quyết chiến luôn. Thì sau thì anh Shichiken hiện tại tài phú của anh đã vượt trên mức 1.4 min binh giáp. Đi vào video là phút quảng cáo của mình, là bên mình có bán tệ xin rẻ, các bạn tự nạp Slowbay và ngân hàng với tốc độ siêu nhanh, và mình sẽ nhận up móc kiếm tôn liên server cũng như thu mua kim long cũng như khí linh on server. Thì anh em có thể liên hệ mình để mua bán một cách an toàn nhất. Và các bạn cần mua bán hoặc là tìm mua bạn thì các bạn có thể vào group mua bán phía dưới để cho anh em nhìn một cách an toàn nhất. Và các bạn cần mình làm video về môn phái nào comment giúp mình, và đừng quên like subscribe kênh ủng hộ mình nha. Và nếu anh top nào không có thời gian chơi cũng như chưa hiểu rõ về game thì có thể liên hệ em để có thể trao đổi cũng như tư vấn hỗ trợ anh top cách tốt nhất. Thì bây giờ mình sẽ vào luôn video. Thì anh Aibai hiện tại búp đồ lại khá là ngon nha anh em, cái chỉ số mà phải mức kinh khủng luôn. Thì các bạn cho mình sẽ lướt sơ đồ của anh Aibai nha mọi người nha. Đầu tiên anh đang hai món trục lọc rồi, chí mạng kinh khủng quá. Wow, cây kiếm thổ công bao tay xét thương chí mạng ở đây là tại vì anh ép thể chất, là tại vì xét thương chí mạng full nha. Thì mình sẽ ép những cái viên khác để tối ưu hóa hơn. Tiếp tục cái nhận kháng chiến mạng, trời ơi, cái áo nội công, wow, trời ơi, nhìn ghiền quá anh em ơi, wow, từng pháp kháng chiến mạng. Giờ mình qua coi chỉ số của anh đi nha, chiến mạng 74%, kháng chiến mạng, trời ơi, 80%, xét thương chiến mạng 300%, bị xét thương chiến mạng 191%. Ở đây là anh chưa xài những cái con bếp mà gọi là bếp kháng chiến mạng nha anh em, ảnh xài 4 con bếp công nha. Trời ơi, wow, lực tay anh bao nhiêu nhỉ? Lực tay 6.145, quá là kinh khủng. Và đặc biệt một cái nữa là cái quan ứng của ảnh nha, cái quan ứng của ảnh tẩy được hai dòng cực kỳ ngon luôn, chính là ảnh tẩy luôn là dòng thổ công và chí mạng. Hai dòng này hiện tại theo mình là ngon nhất luôn. Các bạn tẩy được dòng công và dòng chí mạng là hai dòng quan trọng nhất ở trong ứng luôn nha. Anh em tẩy thêm những cái dòng khác như kháng chí mạng, xét thương chí mạng thì cũng nên giữ, nhưng mà tại vì cái dòng công, cái dòng chí mạng là hai dòng mà khó mánh nhất ở trong cái tựa game này thì anh em tẩy ra là rất là hơn luôn nha. Thì bắt đầu mình sẽ vào cái video bắt đầu ép chậm nha. Mình mong là sẽ cố gắng thổ công lên 200 điểm thôi, ép chỉ cần 500 viên lên 200 điểm thôi, đừng có xài hết tốt tính ra tốn kém chẳng nha. Xài chỉ cần 500 viên thôi, lên anh em. Nếu mà 500 viên lên 200 điểm thì mình sẽ dừng luôn, mình sẽ review cái server cho anh em nha. Còn nếu mà nó không lên thì chắc mình không tới nỗi nào đâu nha. Cố lên, chuẩn bị anh em ơi, trận này căng quá. Ép mà thực sự mà mỗi lần ép đồ á là tập căng nặng lắm, căng thẳng lắm anh em, căng thẳng hơn mà hơn là đi BK nữa anh em. Ép đồ mà nhiều khi mồ hôi tay nó đổ luôn á, căng thẳng. Chuẩn bị có khi quất cái lên luôn, lên. Trời ơi, tụi cái đầu lên cái là mừng lắm nha. 1, 2, 3, 4, 200, 210, quan ứng 210 đẹp nhất. 210, hôm nay là lễ VNC phát code, đáng lẽ không phát cho mình một cái ứng xịn, đúng không? Hôm nay là lễ mọi người. Lễ thì phải có quà, nãy giờ mình chưa thấy quà rồi đấy. Rồi trận này hơi căng nha, không cần cao, chỉ cần một phát thôi, một phát ăn luôn đi anh em ơi. Đó, mình thấy rồi đây, 89 thấp lắm, 200
lắm. Anh chậm nào. Một phát luôn, một phát luôn, một phát luôn, một phát luôn. Luôn, ăn luôn, ăn luôn. Ăn luôn. Ăn luôn. 500 viên thôi, đừng để nhiều, 500 viên thôi. 500 viên. 100 200 200 200 200 201 213 212 213 213 213 213 213 phá cái lực, phá cái lực luôn này. Phá cái lực 213 cái nào anh em, phá cái lực luôn. Làm phát cho nổi mà nở mà nó bắt con em. Làm mình phải ép gì? Phải gán lên bạn ơi, cho 213 đi mọi bạn ơi. Đi mà 213 đi. 213 đi mà, đang nghỉ đó. Đang nghỉ mà, cố lên, cố lên, cố lên, lết lên. Lết lên, nhảy lên, bực cao lên. Nhúng xuống và bực lên nào. Lên. Nhảy cao lên bạn ơi. Thổ công ơi, nhảy lên đi bạn ơi. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên nào. Rồi ông này ông ngủ luôn rồi, ông đi ngủ luôn rồi sao ta? Lễ mà ông thủ công đi đâu vậy? Ông ơi, lên, lên đi. Trời ơi, lễ ông đi chơi lễ nữa sao rồi không thấy lên được vào. 105 cũng được, đó, bắt đầu thấy ông quay về này. Giờ này đi chơi mới về, đi chơi lễ mới giờ lên, lên. Trời ơi, 200. Khó lên quá. Trời ơi, căng thẳng ơi, đổ mồ hôi anh em ơi. Mới có một ca mà mình không thấy nó có cái gì hào quang là bắt đầu mình thấy cả mấy căng thẳng ở đó anh em. Chuẩn bị đây. Căng thẳng quá, hào quang căng thẳng quá. Trời ơi, 4.000 viên của tôi. Hào quang đâu anh em ơi, mình thấy hào quang rồi. Nhưng mà hào quang này ở dưới thấp quá. Lên cao lên nào. Lên, cho mình thấy cái gì đó vàng vàng được rồi. 195 thôi, 196 cũng được. Một cái gì đó vàng vàng đi mà. Trời ơi, khó quá rồi anh em ơi. Tính ra không dễ ăn luôn á. Tỷ lệ giống như tỷ lệ này là một cái tỷ lệ gì đó khó khăn lắm luôn á. Không biết mà có ai mà không biết có ai mà bấm một lần mà lên cam lên tiếng nữa, chắc người đó phải hên lắm luôn á. Chứ mà mình không bấm một cái lên 125 là mấy bạn hên lắm luôn á. Chứ mà gặp mình là chắc mình bấm tới sáng luôn á. Điều này toan rồi. Lên đi mà bạn ơi. Tại sao người khác làm được, mình không làm được? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Trời ơi. Ông thủ công ơi, nhảy lên nhìn cái con cái. Ông thủ công à, nhảy lên nào. Nhảy lên anh ơi. 160 điểm không phải là cao. 160 điểm không phải là cao. Nhưng mà quan trọng là nó không nhảy lên được ở đây mà. Không nhảy lên được luôn. Trời ơi, toan rồi. Bắt đầu mỗi lần mà cái viên tẩy nó càng ít đi á, là lòng mình bắt đầu nó càng nặng đi. Thường là bây giờ năn nỉ luôn á, nhảy cho mình 200 một cái thôi là mình nhẹ lòng liền luôn. Nhảy 200 thôi, nhảy 200 thôi thì cũng năn nỉ luôn. 200 thôi, 210 thôi, 205 thôi, nhảy một cái thôi, chỉ cần có nhảy là mình vui rồi. Nhảy thôi, bây giờ chỉ cần có nhảy là mình vui rồi. Nhảy cao lên, nhảy cao lên. Nói chung là đừng có nhảy 165 nha, cũng như không mà nhảy cao lên 200. 215 cũng được. Trời ơi, thiệt tình luôn á, sao cái gì nó vô tay mình nó cũng thúi như là ta. Lên. Trời ơi, 125 nữa, lên nào. Lên bạn ơi, lên, lên đi bạn, lên đi. Đừng đứng ngoài một vị trí. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông nha. Nãy giờ mình thấy có nhiều số nhảy hai lần rồi đây mà có mấy số cam chưa nhảy lần nào, là tại sao ta? Khó hiểu thiệt chứ. 110 nữa thôi mà, lên cao cao tí xíu các bạn ơi. Chết rồi anh em ơi, kiểu này làm sao mình ăn nói đây, kiểu này mình làm sao ăn nói vậy đây. Trời ơi,
Khó không em ơi? Trời ơi, hôm nay lễ mà VNC không phát quà, phát giùm cái đi VNC ơi. Cho một cái nhảy lên nào. Anh thủ công ơi, anh đi chơi về đi anh ơi. Anh về anh nhảy lên cái nào anh ơi. Anh nhảy một phát từ lầu 1 anh nhảy lên lầu 200 giùm em cái. Nhảy nào. Khó quá. Khó quá anh em ơi. Trời ơi, trời ơi, không tin được. Không tin được đâu anh em ơi. Đúng rồi, toàn rồi. Tin luôn á. Một cái thôi, nhảy 5 điểm thôi cũng được. Nhảy 5 điểm hoặc là nhảy 10 điểm thôi. Mà nếu được rồi chó 143 không? Đúng rồi, đúng rồi. Có cơ hội bắt đầu mình thấy ánh hào quang về đó anh em. Bắt đầu thấy, bắt đầu lên nha. Ánh hào quang về đó, có 143 rồi. Nhảy 165 cũng được này, nhảy 170. Nhưng mà nếu mà anh thủ công thương thì làm ơn nhảy cho em 213 luôn. Thật sự 213 em mới là cái số đẹp nha. Nhảy giùm em 113 đi anh ơi. Nhảy giùm em cái. Anh ơi. Tình chứ, trời ơi. Cái dòng cam nó tỷ lệ chỉ chiếm là chỉ 0.01% thôi. Có nghĩa là 1.000 viên không, 10.000 viên mới lên. Mà đáng lẽ mình xui tới nỗi mình ép 4.000 viên mà không vô cái tỷ lệ 0.01. Đúng xui thiệt luôn á nhờ. Xui đúng xui thiệt luôn á, giờ còn 1.000 viên luôn á. Mèn ơi, trời ơi. Không tin được luôn á, cuộc đời éo le quá được mà. Chơi bộ môn này đau tim quá anh em ơi. Không lên được luôn, không lên được luôn, không lên được luôn. Gì vậy mày ơi? Mày ơi đừng mà mày ơi, mình đang thấy cái mình đang nhìn viết hồi lúc đầu của mình còn nhìn cái dòng thủ công nó cộng. Còn các bạn biết về cuối mình nhìn gì không? Về cuối mình đang nhìn cái thổi nó đang còn 700, 600, 500. Trời ơi, mình cảm thấy lúc mà càng về cuối anh em, mình cảm thấy càng bị áp lực luôn. Còn lúc đầu mình càng nhìn cái dòng kia nó cộng bao nhiêu điểm. Còn càng về cuối là mình đang nhìn cái dòng còn 700, 69, 65, 61, 57, 53, 49. Trời ơi, áp lực quá, còn 500 viên. Kiểu mà càng ngất, nó càng áp lực. Thiệt luôn. Lên mắt ứng, bởi vì thật sự lên, nếu mà để mà lên mắt ứng này các bạn biết là cái độ chịu chi nó khủng cỡ nào luôn em. Hơi bị khủng độ chịu chi luôn, 4.000 cục nhưng cho 30 là phải tốn tới 120k kim long, là tương đương với lại 30 triệu. Là nãy giờ mình thôi mình không dám nói lúc này rồi, trời nó thiệt tình luôn, không lên cái nào luôn trời ơi. Có lại lặp lại cái lực không, còn trăm mấy viên lên thì trăm mấy viên máy mình không dám nhìn luôn á. Có nào trăm mấy viên lên không trời. Có nào còn trăm mấy viên lên không trời ơi. Trời ơi, không tin được. Đừng, trời ơi, đừng lên lên đi, còn có mấy cơ hội cuối cùng. Cuối cùng đừng. Đứng 1, 2, lên. Rồi. Không tin được. 4.000 viên không được lên được dòng khổ tông anh em ơi. Wow, trời ơi, bạn thấy là một cái thất bại to lớn luôn. Đây là một cái thất bại to lớn cực kỳ. 4.000 hỏi mà không lên được dòng thủ công. 200 điểm không nhích lên nổi luôn. Nói chung là tỷ lệ thì mình nói là tỷ lệ là cho 0.01 đi, là 4.000 viên là mình đã chiếm tỷ lệ 40% để lên rồi mà không lên được, là cái tỷ lệ mình nó xui cực kỳ, xui luôn á trời, quá xui luôn. Để tình chứ. Nói chung thì mình thấy là cái việc ép ngũ hành ứng á, nó cực kỳ tốn kém cỡ này luôn em. Không lên được quá thật là phải nói là tiếc quá. Nếu mà lên cái dòng thủ công lên được 200 điểm á, thì lực tay đánh tăng thêm 50.
còn dòng chiếm hạng của ảnh thì mát rồi, khó lên đúng không? Bây giờ chỉ cần đẩy cho mình lên thôi, quá xui. Còn luật tính thì ảnh bây giờ ảnh cũng mát rồi, tăng bậc thì ảnh cũng mát rồi. Còn cái này level 79 thì bắt đầu sẽ có một thuộc tính mới nữa nè, khá là ngon. Wow, tăng cấp thì đạt tối đa hết rồi, đâu có cường tăng gì nữa nè. Đúng thật còn nhiều quá. Mình xin kết thúc video đây. Thì các bạn nếu thấy video hay quýt, đừng quên like, subscribe kênh để ủng hộ mình, cũng như là ủng hộ các dịch vụ thẻ SIM cũng như cho đổi mua bán mình nha. Các bạn đừng quên like, subscribe kênh ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người trong video kỳ sau. Chào tạm biệt mọi người.